Thì Nhân xin mến chào cô chú anh chị các bạn. Ở đây là cây cầu Phong Lưu. Thì hôm nay thì Nhân quay phim để cập nhật cây cầu mình đã được xây dựng hoàn thành rồi nhé. Thì cây cầu mình làm bề ngang là 3,5 m, chiều dài là 43 m, tải trọng là 3,5 tấn. Thì làm xong rồi, sơn đỡ trơn rồi. Ở đây là mấy cái trụ để phân biệt giữa cái cầu với lại cái lề á, để cho người ta biết đừng có vô chỗ đó. Đi cái cầu mình sau khi được làm xong đó, xe cộ chạy thoải mái lắm, cái cầu nó cũng đẹp hơn nhiều. Thì quay từ bờ này qua bờ bển để gửi đến cô chú bác anh chị xem nha. Cái bảng lưu niệm cầu thì cũng làm xong rồi, chờ hôm nay mấy anh em lại đây để gắn cái bảng rồi mình sơn một khúc cho đó luôn. Cầu tải trọng 3,5 tấn, thì có gắn hai cái đèn năng lượng mặt trời nè. Ở phía cái lan can này đổ lên cũng cao, cao 8 tấc. Cái ở phía dưới là đổ 2 tấc, cái trụ 4 tấc, dưới trên đổ 2 tấc là 8 tấc. 3,5 m, còn lọt lòng là 3,1 m. Đây mình đổ hai cái lan can là mỗi bên 2 tấc rồi. Đó, cái cầu đẹp lắm. Gắn hai cái đèn luôn để còn đêm còn hôm nó sáng, người ta đi quay lại nó an toàn. Thì chính quyền địa phương có nói là tuần sau sẽ khánh thành cầu đó, thì quay phim lại để gửi đến cô chú bác anh chị xem. Đây, dốc cầu mình mở rộng ra rất là rộng nha. Cái lộ đó là lộ 2 m đó cô chú anh chị. Mình mở rộng cái dốc cầu này ra tới 4,5 m. Để xe cộ sau này đi lên đi xuống nó dễ luôn. Mở rộng lộ ra 3 m, xe dẫn lên xuống dễ dàng. Ở đây là mình mở cái mang cá ra làm hai đầu nè. Đầu bên này qua vẫn đi được, còn đa phần là người ta đi cái hướng này nè, hướng này nhiều hơn nè. Hướng này qua đây, đi về Định Hòa, Cây Nhung, Gò Quao. Lúa giờ lên cũng xanh rồi, mai mốt chỗ. Đây, cái cầu mình nhìn mấy bên hông ngang đẹp lắm nha. Cầu đẹp không con? Đâu đi lên cầu ở chứ Thiện quay phim chút coi. Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Cái cầu Phong Lưu rất là đẹp, chỉnh chu từ đầu tới cuối luôn. Mình sơn cái màu trắng đỏ để cho cái cầu nó nổi bật. Thì hôm nay Thiện quay cái cầu đã hoàn thành gửi đến cô chú anh chị xem, và sau đó thì mình chờ đến ngày để khánh thành, Thiện sẽ quay một cái video dài hơn để gửi đến tất cả các cô chú anh chị nhà hảo tâm xem để thấy được cây cầu mình nó hoàn thành rồi. Lan can này mình làm cao nè để tránh tình trạng mấy đứa nhỏ nó chồm chồm mà nó rớt xuống dưới á. 8 tấc. Cái chỗ này là mình làm mấy cái trụ cà rem á, để sơn màu đỏ trắng để phân biệt được cái dốc cầu để người ta né, người ta không có xuống ruộng. Chỗ này nó rộng rãi như vậy, đổ bê tông hết luôn thì nó chắc chắn. Cầu này rất là đẹp luôn cô chú anh chị, bà con đi ngang ai cũng thích hết trơn. Mặt cầu mình là 3,1 m, phủ bì là 3,5 m luôn, xe cộ chạy thoải mái. Ở phía cái dốc này thì cũng đổ cái đường ra 3,5 m luôn để xe chạy xuống thẳng cái con đường lộ bên kia luôn. Không rồi, tụi con thấy xe cộ chạy nhiều không? Chạy nhiều. Rồi ban đêm đèn sáng chưa? Sáng.
sáng rồi luôn hả? Dạ. Sáng mấy bóng? Có không? Sáng mấy bóng? Màu có hai. Cái sáng bóng nào? Cái bóng kia sao không sáng? Bóng kia là có người đi ngang nó mới sáng. Nó cảm ứng á. Cái bảng lưu niệm mình làm đổ liền với cái lan can luôn, sau này nó không có bị sụp bị lúng, sau này gắn lên cho nó sơn lại cái đó là xong. Lần đầu tiên thì làm cây cầu nó có tải trọng là 3,5 tấn đó, để sau này phát triển về sau xe cộ chạy chở được hàng hóa nhiều hơn. Do cái cầu này làm ngay cái lúc mình đám cưới đó, cho nên không có được cập nhật cái tiến trình xây dựng gửi đến các cô chú anh chị xem được. Cho nên thì cô chú anh chị không có xem được cái lúc mình đổ bê tông đó. Cũng mong cô bác thông cảm nha. Gắn hai cây đèn này để ban đêm xe người ta đi quay lại người ta thấy đường chạy. Thì cái phần đèn này là mình cũng lấy cái phần tiền cá nhân của mình để gắn cho bà con đi cho nó an toàn. Đèn nó đang chớp chớp màu đỏ, nó đang tích điện. Video ngày hôm nay thì quay lại cái cầu phong lưu sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng thì gửi đến các cô chú anh chị nhà hảo tâm đã ủng hộ đóng góp xây dựng cây cầu này. Rất là nhiều cô bác cũng đang trông chờ để thấy được cây cầu mình hoàn thành đó. Thì ngày hôm nay thì đến đây để cập nhật cây cầu sau khi được xây dựng xong, chờ đến cái ngày khánh thành sẽ quay lại một đoạn rõ hơn, kỹ hơn về cái cầu mà mình lấy cái flycam đó quay ở trên cao luôn để nhìn thấy cái cầu mình nó đẹp, nó rực rỡ ở cái vùng quê mà từ trước giờ không có được những cái cầu bự như vậy. Thì cái cầu này được cô bác anh chị ủng hộ cũng nhiều, thành ra thiện làm cái cầu được rộng dài hơn và lớn hơn, lớn nhất từ trước tới giờ luôn. À, bên đây thì cái cầu cũ người ta cũng dỡ ra nè. Đó, mấy anh em đang bắn để lấy cái sắt đồ ra. Cầu cũ dỡ ra rồi. Bây giờ người ta đi trên cầu mới không à. Thiện xin chào tất cả các cô chú bác chị nha. Thì hôm sau Thiện sẽ quay phim video khánh thành cầu Kinh Phong Lưu để gửi các cô bác anh chị xem. Video thì xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video giới thiệu cái cầu Phong Lưu sau khi được hoàn thành.